sự thích cả mọi người cả. Tôi coi như là được người nói trước chúng ta. Nhưng cái gì tôi muốn nói thì sứ ông viên của ông hòa thượng trụ trì ông nói hết trơn rồi. Con cái là nếu mà thượng tọa Vĩnh Thắng không nói năm nay ông 45 tuổi đó thì tôi nghĩ ông 70 tuổi rồi. Ông lo cái chuyện này quá đi, mà bên đây cái linh hồn rồi đó, mặt mày rồi này kia không có được sắc sủa như ngày xưa hả. Cho nên tôi muốn được dự cái lễ khánh thành của tu viện Thiên Đồng trong bãi thánh đấy, được qua thăm Thiên Thánh. Qua thăm Thiên Thánh á là tu viện tôi học Phật, cho nên thầy làm sao thì tôi không biết, mà tôi nguyện rằng cái lễ khánh thành tu viện Thiên Đồng trong 7 tháng tới mà có mặt tôi đó thì tôi chắc được là hạnh phúc lắm. Thế còn đâu như vậy, thưa quý vị, quý thầy thì lo như vậy, quý Phật tử cũng đóng góp cũng lo như vậy, nhưng mà cũng có những cái riêng biệt. Chùa chiền thiếu chi rồi mà lại còn xứng nhau mà cắt chùa, rồi đi tổ chức, rồi đi kêu gọi. Thưa quý vị, tôi thấy một tu viện Thiên Đồng này hay là 2-3 cái nữa, 4-5 cái nữa thì cũng chưa có đủ đâu, chưa có đủ đâu. Tôi theo dõi tin tức tôi thấy rằng Phật giáo đó, chỉ chưa nói đến Phật giáo Việt Nam đó, tăng trưởng hàng năm như vậy tới 70%, mỗi năm như vậy tăng trưởng 70%, mà một cái tu viện Thiên Đồng chứa mấy trăm người đi nhằm nhò gì đâu. Cho nên á là các chùa để làm cái nền tảng vững chãi cho con cháu của chúng ta. Nó qua như vậy, bây giờ nó vô nó thấy Phật, nó chưa biết cúi đầu, nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó nó vấp ngã trên đường đời, mà mỗi lần nó nhớ lại nó thấy rằng ba mẹ mình, anh chị mình ngày xưa có vấn đề, chưa biết có vấn đề gì, nhưng mà hay kéo nhau về chùa, thì bây giờ nó lớn lên nó sẽ có vấn đề, mà nó bắt chước ba mẹ, nó đi về ngôi chùa, nó ngồi yên trước bằng Phật thôi, chứ chưa nói nó lại lặp lục gì cả, ngồi yên trước đó, nó thấy tâm thần của nó, tinh thần của nó được lắng động, và nó chỉ cần cúi đầu một cái thôi trước bằng Phật thì cũng đã có duyên với Tam Bảo, và đã có duyên với Phật Pháp, và đã có duyên với nhân làm người của nó do ba mẹ trao truyền. Có đôi lúc ba mẹ trao truyền mà quá ức đi lại, mình nó chưa kịp lại thì lấy cái tay mình nhận cái đầu nó xuống, để cho mình cứ làm đi rồi nó sẽ có trước. Không trước thì sao, nó sẽ có cái chuyện đó. Và mà đi về chùa thì quý thầy không bao giờ sợ nó làm đến tiếng động, tiếng ồn, tiếng ào gì cả, cứ để cho nó đi lên chỗ chùa mà nó biết chọn nó chơi, chọn cái chỗ chùa nó chơi không phải dễ. Cho nên tôi rất thông cảm được với tất cả quý vị, quý thầy, quý sư cô nói chung. Các chùa, các đồ gì đi nữa rồi mình cũng đại để lại thế gian này chứ. Mình đi hệ cầu Phật á là không được mang theo cái hành lý gì cả, mà chỉ mang được cái tâm lặng về cầu với Phật, nguyện với Phật. Cho nên là tôi thấy chùa càng đông thì càng tốt, chư tăng ni càng đông thì càng tốt, không còn sao cả. Thành ra quý vị nên phát tâm với tất cả tấm lòng của quý vị. Thượng tọa Vĩnh Thắng là ông nó toạc ra đâu, nó là
cái bữa cơm tạ ăn rồi để thay cho trên đây là bữa cơm hôm nay mình về mình dự lễ đặt đá rồi rồi mình có 5 đồng 10 đồng đối với 100 đồng gì tướng góp tán góp gió làm bão để cho thấy tạo thành một cơn bão tại cái vùng đất mới này nhỏ này để thổi một luồng gió mới thanh tịnh tốt đẹp an ổn. Cho nên tôi thấy là tôi rất là riêng, tôi rất là quá hiểu. Cho nên là từ sáng giờ cứ đi một đường chứ chưa về nhà, cứ chưa về chùa hả, mà phải tới đây mới dừng được, đi biết một đường thôi. Nhưng mà Đức Thế Tôn đó, trong bốn cái khổ đó, sanh lão bệnh tử thì lão khổ, lão khổ. Người già nó cũng khổ, nó tự nhiên nó khổ chứ không ai la rầy gì cả. Thế tôi nhớ lại Đức Thế Tôn, Ngài A Nan hỏi sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, tụi con phải cư xử với cái xác thân của Đức Thế Tôn như thế nào? Thì cái câu trả lời này với câu trả lời là lạ với tôi. Trong khi tôi nghe ông nói là anh dọa nó thì cứ xe tháp để mà thờ xá lợi của ta, thì mẹ anh á cũng không bên rửa đó, nhưng mà xe pháp rồi xe ở mô, xe ở mô. Đây là câu trả lời của Đức Thế Tôn. Xe tại ngã tư đường hả? Ngài A Nan ông không hiểu tại sao Đức Thế Tôn của mình là cái chi cũng không ấy, thể xác này rồi cũng không, mà bây giờ Ngài nhập Niết Bàn rồi, thiêu ra rồi, mà Ngài là bảo xây một cái ngôi tháp tại ngã tư đường để làm cái chi? Ông hỏi nữa, hỏi Đức Thế Tôn, hỏi ra chứ tại sao Đức Thế Tôn đến cái gì cũng không, mà là bây giờ nó tụi con là phải xây tháp tại ngã tư đường để làm chi? Nó để cho người ta đi ngang qua, ta biết đó là cái tháp của một vị thánh, ta chỉ cần cúi đầu thì cái hạt giống Bồ Đề bắt đầu nở từ đó. Thưa quý vị, tu viện Thiên Đàng, tu viện Thiên Đàng này cũng sẽ như vậy. Ta chỉ đang lái xe ta đi ngang, đây là ngôi chùa, ngôi chùa có một cái tên Việt Nam, tức là ngôi chùa này phải là ngôi chùa Việt Nam, Thiên Đàng mà, à, không có dịch ra tiếng Anh, phải là ngôi chùa Việt Nam để cho họ thấy rằng người Việt của mình đi tới mang một cái của báo chứ không phải là mình có mặt cảm. Ngày xưa tôi đi học trong trường, tôi cũng có cái mặt cảm. Ông giáo sư, ông tâm lý, ông dạy tâm lý học mà. Ông nói quý vị đừng có mặc cảm là quý vị đi đến đây với hai bàn tay trắng. Nhưng mà sự thật, quý vị đã mang đến một cái bảo vật rất là lớn cho đất nước chúng ta. Rồi mới giải thích. Bảo vật đó là cái tôn giáo của quý vị, niềm tin của quý vị và tất cả mọi người sinh hoạt đều là tốt đẹp ở trong cộng đồng Phật giáo, nên chúng tôi rất là kính trọng. Tôi mong rằng thượng tọa Vĩnh Thắng, ông mới 45 tuổi nữa, ông còn sống tới 45 tuổi nữa là ông, để ông làm tiếp cái tu viện Thiên Đàng. Ngày đầu tiên tôi tới đây, tôi thấy cái miếng đất này tôi sợ quá, không có một cái bóng cây mà nó nóng như lửa, hả? Nóng như lửa, tôi nói chỗ này mà làm cho được cái chùa đó thì cũng có chẳng ai. Nhưng mà mới mấy năm thôi, mới mấy năm mà ông thắt lại chút như vậy, mới 2 năm, giờ ta được 2 năm, 2 năm như vậy, và 45 năm nữa đó, thì thế, 45 năm nữa chứ, mình đi sau Đức Phật, mình có khả năng sống lâu hơn Đức Phật, không có sai trong đời. Thế sao? Bạn cái này cho hả?
Không, 108 trên trăm đâu được. Cho nên ai chúc ông, ai chúc tôi trăm tuổi tôi nói, trước thầy đâu có chúc gì đâu, mất tuổi của ta, 108 rồi giờ là còn 108 rồi đâu. Tôi cầu nguyện thượng tọa Vĩnh Thanh, hả? Không cần chứng cứ mà đá của mềm là ý chí của Ngài kiên cường. Thì kim cương cũng phải nhão ở dưới chân của thầy chứ đừng nói tới đá. Xin cảm ơn quý vị. Dạ con.